Hello mọi người. Hôm nay Linh sẽ giới thiệu cho mọi người hai cái app để làm giảm cái ping của game Identity Fire nha. Nó sẽ làm cho mình chơi game được mượt mà hơn. Hiện tại thì Linh đang xài một app của Trung Quốc. Linh đang mở nó lên nè. Mọi người sẽ xem là cái ping hiện tại của Linh là bao nhiêu nha. Xong rồi sau khi chơi thì Linh sẽ mở, Linh sẽ tắt cái app đó đi, để mọi người so sánh được giữa lúc xài ping và cái giảm ping và lúc không xài nha. Let's start it. Có hai cái app lận, nhưng mà có một app thì bây giờ nó không có còn free nữa rồi. Nó là U Booster. Còn cái app hiện tại của Linh Anh xài thì nó free. Trời má ơi con nhỏ. Trời. Cái trận này chắc hơn ai nấy lo rồi đó. Không có ai chơi kiểu như là đi cứu hết. Có một bạn vô phương mà. Leo Memory. Đây này mọi người có thấy cái pin của Linh không? Hiện tại nó đang là chỉ có 100 thôi. Nó chỉ khoảng tầm 100 đổ xuống thôi. Hiếm khi mà nó vượt qua mức 100 lắm. Chơi nó khá là ổn. Nó đỡ lắc rất là nhiều luôn á. Đây là có. Đây là lúc Linh đang xài app nha mọi người. Cái gì vậy trời? Má ơi hết hồn. Mình không xoay xung quanh mà không thấy ai hết trơn á, tự nhiên phụt cái. Thì ra là female dancer. Đạp hộp nhạc. Từ nãy giờ chưa ai xong cái máy này luôn, đưa thiệt. Ta đang dí đôi chân mở hướng này. Trời ơi, một cái thanh dài vậy mà cũng hụt được hay thiệt á. Còn ba mấy nữa. Kìa rồi. Đó, pin nó rất là ổn định. Xanh lè luôn.
Lúc mà mình không xài cái app á, thì pin thường thường là 300 lận á, 200 mấy, 300, thấp nhất là 200. Nhiều khi đi không nổi luôn á, khi nó nhảy lên ngàn luôn á. Đây dí mai ai kìa. Tôi nhây hình to không có tốt, nên là nhìn mấy tôi mà bị bắt đầu tiên chứ tôi chết quá. Còn một mấy nữa thôi. Đâu đây? Trời, đi nhanh thiệt chứ. Nó đã ra đằng sau mình hồi nào không hay. Một mấy nữa kiếm đâu đây? Where are you? Kia rồi, thấy một máy rồi. Mày, ủa không phải, cái đó là cái cột đèn, trời ơi. Có một đứa bị bắt rồi. Bây giờ đợi cái con hunter nó đập một người bị đỏ thôi là đi có được. You go first. Follow me mới ghê. Đúng rồi, đi vô đi cho nó nhảy hầm, tự nhiên cứ đứng đó. Nó biết hầm ở đâu không ta? Bạn này bạn biết hầm ở đâu không? Nói chung là ba đứa là thắng rồi đó. Bây giờ Linh sẽ tắt cái app đó đi và chơi cho mọi người xem nha. Nó sẽ không có được mượt mà như vậy nữa đâu. Đây nè, cái ad ở đây nè. Tắt đi. Tắt game luôn. Mở game lại. Tới giờ đổ răng rồi kìa. Đổ răng mà đi kiểu này binh mà không được ngon là không có đi đổ răng được. Mình chơi một trận thường đi. Đi vô thua tụi nó chửi chết luôn.
Đó, mọi người thấy pin không? Pin 290 mấy máy nè, pin 277 nè. Pin rất là cao. Nó không có màu xanh nữa mà cái pin của mình nó sẽ là màu đỏ. Cái này mà bị bắt là thôi xong luôn á. Là đi nó không có được đúng chính xác luôn á, đi nó cứ nó quẹo không có kịp á. Đây này, đi nó cứ đập đầu vô đâu không à, rất là khó chịu. Ok, ủa không có cái cột nào đi cất đâu. Sao có cái cột nào đi cất ta? Ở đó đến xe là phải có một cái ta. Ừ, anh Jack đang cam kìa. Rồi không có ai có ý định cứu luôn ta. Rồi chưa có một ấp cầu cứu. Bây giờ mọi người có thể thấy không? Pin nó chỉ tàn 200 mấy không à, 250 đổ lên không à. Bị cót lâu ghê á. Tại có người bị đập á. Chia đai rồi. À! Ôi lắc ơi. Bây giờ làm gì đây cả? Tôi đang định cứu luôn. Chưa chắc. Chưa chắc. Chết rồi. Em đi lộn đường hay sao?
sảy nó cứ cà giật thôi. Đây, UU Booster. Đây là một app. Nếu mà bạn nào không xài được cái phần mềm mà có chữ Trung Quốc mà Linh đang xài á, thì mọi người xài UU Booster nha. Nhưng mà cái UU Booster này nó sẽ tốn phí. Còn cái phần mềm Trung Quốc này nè, thì nó sẽ free. Linh sẽ để link bên dưới để cho mọi người có thể download cái app này nha. Bye bye. Mọi người có một ngày cuối tuần vui vẻ. Và nhớ like và subscribe channel của Linh nha. Bye bye mọi người.